Mến chào tất cả các bạn đã trở lại với channel của mình ha. Thì hôm nay là mình đang ở trong cái vườn bí của mình các bạn. Thì cũng như là tiêu đề là mình sẽ là chia sẻ cho các bạn một số thông tin về trồng bí hồ lô cũng như là cái cách ngắt đọt làm sao cho nó đúng cách ha, để cho các bạn có thể là tham khảo nha mọi người. Và hiện tại là mình đang ở trong cái vườn bí mà xen canh với cây bưởi của mình ha. Các bạn xem sơ qua cái vườn của mình. Đây các bạn. Và bí của mình là hiện tại là nay là nó được là 18 ngày nha mọi người ha. Và chuẩn mà ngắt đọt của nó là nó tầm khoảng là 21 đến 22 ngày. Khi dây bí của mình các bạn mà nó đạt từ khoảng đâu là 6 tấc ha, là mình có thể là mình bấm đọt nha mọi người. Và bấm đọt thì nó có những cái lưu ý như sau. Thì đầu tiên các bạn thì mình phải đếm được cái nách lá của nó. Cái nách lá của nó là từ là 7 đến 8 lá ha, thì mình sẽ tiến hành mình ngắt đọt nha mọi người. Cái này thì nó cũng được nha mọi người ha, để mình kiếm nha mọi người ha. Điểm 2, 4, 5. Thì cái này nó chưa được nha mọi người ha, nó mới có 5 lá thôi. Tại vì cái vườn bí của mình á, nay nó mới được có 18 ngày thôi. Chuẩn của nó là khoảng là 22 ngày thì mình mới ngắt đọt được nha mọi người ha. Thì nhưng mà mình sẽ chia sẻ cho các bạn trước ha. Thì khi mà mình ngắt đọt các bạn thì mình lưu ý ha. Thì ở đây là những cái chèo lá nè, những cái chèo các bạn mà nó mọc ở ngay chỗ cái nách này phải không, thì mình sẽ cắt mình né nó ra. Tại vì á, khi mà mình cắt các bạn thì nó sẽ là xì mũ các bạn và nó thun lại, và những cái chèo con á, thì nó sẽ là bung ra. Thì thông thường á, thì mình sẽ lấy từ là 3 đến 4 chèo nha các bạn, và cái khoảng cách trồng của nó là từ 5 đến 6 tấc cho một gốc ha. Thì những cái cây nào mà sung các bạn thì mình sẽ lấy là 4 chèo, và những cái cây nào mà nó yếu sức á, thì mình chỉ lấy được 3 chèo thôi. Và mỗi chèo như vậy á, là mình sẽ lấy một trái nha mọi người. Thì ngắt đọt bí hồ lô này á, thì nó có hai giai đoạn. Là cái giai đoạn 1 á, là như lúc nãy hồi nãy giờ là mình chia sẻ, là mình sẽ điếm nó từ là 7 đến 8 lá ha. Mình tiến hành mình ngắt đọt cho nó. Ví dụ như cái chèo là nó nằm ngay cái gốc này thì mình sẽ bấm ngay cái khúc này, mình không có bấm gần ngay cái khúc này nha mọi người ha, vì nó sẽ thung lại, nó xì mũ lại và nó có thể là nó chết luôn những cái chèo nó nằm ngay chỗ này nha mọi người ha. Đó. Và khi mà những cái chèo của mình các bạn mà nó trường bò ra khoảng từ 2m đến 2m2 á, và những cái mà cái nụ mà cái ở trên cái bông các bạn, thì nó sẽ ra trái nó khoảng đâu từ là 1 đến 2 lạng, thì mình sẽ tiến hành mình bấm đọt cho nó. Nhưng mà ở đây cái lần thứ hai mà mình bấm đọt các bạn thì mình sẽ không phải bấm như cái lần thứ nhất đâu, mà mình sẽ bấm ngọn cho nó, bấm tận trên đây à, có nghĩa là mình vẫn để cho nó trường bò. Thì dây bí này các bạn thì nó trường bò là thông thường là từ 1,5m đến 2m đến 2,2m nha mọi người ha. Đó, thì đó là những cái thông tin về cái cách ngắt đọt trên bí hồ lô nha mọi người. Và khi mà bí của mình ra các bạn, khi mà nó bắt đầu mà nó ra trái đó, thì song song đó thì mình phải bón thúc cho nó. Bón thúc cho nó thì mình bón cái phân 20-15 nha mọi người ha, là rất là chuẩn luôn. Nhưng nhất là cái phân ba màu đó, thì cái phân đó là nó gồm có lân nè, có đạm nè, có kali nè, nó hỗ trợ rất là tốt luôn. Và song song đó thì mình phải xịt phòng bọ trĩ. Thì có một số bạn là hỏi mình em trồng bí mà nó hay bị rụng quá, nó không có là đậu quả đó, thì do thứ nhất là mình ngắt đọt nó bị sai cách các bạn, với lại hai nữa là mình đi phân nó quá đậm nha mọi người ha. Mình đi phân nhiều quá nó cũng không có tốt đâu, mà mình phải đi tiêu chuẩn. Ví dụ như ở đây á, ví dụ như mình bón lót đi á, thì cái giai đoạn đầu mình bón bót cái phân 20-15 với cái phân là canxi bo đó, thì liều lượng là 73 mà mình bón ở hai bên mép clip ha. Đó, cái đó thì mình bón cái phân mà lót rồi đó, thì mình bón nó hơi đậm tí, thì đến cái ngày mà nó ra quả các bạn rồi mình mới bón thúc tiếp. Còn nếu như là mình không có bón lót á, thì mình sẽ là bón theo định kỳ, thì cứ 10 ngày như vậy thì mình bón nha mọi người ha. Bón nó một lần, bón cho mỗi gốc là một nhúm nha mọi người. Nó rất là ít thôi chứ mình không cần phải bón nhiều nữa, tại vì mình bón thường xuyên. Và cái thời gian thu hoạch trên cái dòng bí này á, thì thông thường á, là nó sẽ từ là 70 ngày nha mọi người ha. 70 ngày là mình có thể là mình thu hoạch rồi. Nhưng mà song song đó thì tầm khoảng 30 ngày là mình có thể là mình bấm đọt các bạn và mình bán được đi được những cái đọt này luôn. Thì một lần một vụ bí như vậy là mình sẽ ngắt đọt là hai lần.
và cái giá mà đọt bí các bạn thì nó sẽ ăn tầm là từ là 15.000 cho cái giá mà bán sỉ nha mọi người ha, và cái giá bán lẻ là 20.000 đó. Thì các bạn có thể là thu hoạch được hai lần ha, có nghĩa là mình vừa thu hoạch quả nè, mình vừa thu hoạch được cái đọt nè nó. Thì hôm nay thì mình cũng đã chia sẻ cho các bạn về cái cách bấm đọt ha nó. Còn về cái phần mà xịt phòng bọ trĩ đó mọi người nó, thì mọi người có thể sử dụng cái thuốc là Aqua ha, công nghệ mới bây giờ thì mình thấy cái loại đó thì nó rất là hiệu quả luôn. Hoặc là có thể sử dụng là Confidor, hoặc là các bạn có thể là sử dụng những cái loại thuốc mà các bạn mua cũng vẫn được ha, nó cũng rất là dễ thôi chứ nó cũng không có khó các bạn. Nhưng mà các bạn phải xịt phòng ha, nếu mà không xịt phòng á, thì ở đây mình có một cái cây bí luôn nè, nó có triệu chứng nè mọi người ha, triệu chứng vàng lá nè do ảnh hưởng của bọ trĩ nè, và ở song song ở dưới những cái nách lá nó thì nó cũng có chuẩn bị, nó có rầy nha mọi người ha, có rầy luôn đó. Đây nè, ở đây thì mình chưa có đi phòng kỹ nữa nha mọi người, tại vì ở đây mình trồng á là mình mới diệt cỏ thôi. Ở đây mình trồng là chủ yếu là cho nó bò vô cái gốc bưởi. Còn cái mô hình mà trồng mà kinh doanh của mình mấy trên đây nè, đó trên đây nè đó, thì mình có trồng nó rất là chuẩn luôn, trồng là clip là 3 mét mấy luôn các bạn đó. Bạn xem cái vàng quý của mình ha, thì cái này thì nó cũng gần tới ngày ngắt đọt rồi, nhưng mà do các bạn hỏi nhiều quá nên mình phải chia sẻ trước. Thì mình chia sẻ ở đây là cho các bạn là góp ý nha, với tinh thần là góp ý nha mọi người nè. Cái đọt bí này cũng đang bị thung nè, do là ảnh hưởng của bọ trĩ nha mọi người ha, nó làm cho cái bí của mình nó bị thung lại, nó bị thung đọt lại. Nếu mà trong trường hợp mà nó thung đọt thì mình có thể mình kết hợp mình sử dụng là GA3 nửa gói hàng rầu riếp thôi, mình pha với thuốc xịt bọ trĩ đó, mình xịt luôn nó, là cái ngọn nó đâm nó trường bò liền đó. Thì như lúc nãy mình nói thì cái dây bí này nó bò từ 1,5 m đến 2,2 m luôn các bạn đó. Đó là những cái dây chèo đó, thì mình để bao nhiêu chèo thì mình sẽ lấy là bao nhiêu trái nha mọi người. Tại vì có nhiều bạn là hỏi mình dây bí là để là bao nhiêu trái, thì các bạn cứ để một chèo là trái, nó ăn thua vào cái dây bí của các bạn là nó có sung hay là không. Ví dụ như cái dây bí của bạn sung thì bạn để là 4 chèo nó, thì khoảng cách là 5 tấc ha. Này đây nó cũng là khá rộng ha, như dây bí ở đây mình rộng không, mình sẽ cho nó bò qua bên kia. Nó ở đây nè, nó là 3 mét mấy luôn á. Đây nè, cho bò qua bên kia. Còn những cái dây bí này bên đây á, thì cho nó bò vô. Nó nói chung là mình cũng canh hết rồi các bạn. Đó, thì hôm nay là chia sẻ cho bạn nha. Bạn nào thấy hay thì hãy like và subscribe kênh của mình ha. Cũng như là có câu hỏi liên quan về trồng bí hồ lô đó, thì các bạn cứ bình luận ha, bên dưới ha. Thì rảnh thì mình sẽ rep video cho các bạn nha. Rồi mình xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình.